Xin chào quý vị, anh chị và các bạn quay trở lại với chương trình bình luận của Vũ Quang. Trong chương trình bình luận ngày hôm nay, Vũ Quang tiếp tục đó là cập nhật những thông tin nóng nhất về xung đột tại Ukraine cũng như là bàn cờ quân sự trên thế giới. Trước khi cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất về xung đột diễn ra tại Ukraine cũng như là bàn cờ quân sự thế giới cũng như là tình hình bức tranh ở tại Đông Âu liên quan tới Nga, Ukraine và NATO, thì Vũ Quang vẫn phải xin phép quý vị và các bạn nhắc lại một lần nữa liên quan đến câu chuyện của Order. Sự kiện này thì trong buổi trưa ngày hôm nay và chiều ngày hôm nay Vũ Quang đã bình luận cho quý vị anh chị bạn rồi, nhưng vẫn phải chia sẻ cùng quý vị anh chị bạn một lần nữa, bởi vì đây nó là một cái thông tin nó hoàn toàn không chệch đường ranh với những tư tưởng và những gì Vũ Quang đã bình luận từ ngày 24 tháng 6 cho đến ngày hôm nay. Trong quá trình tôi bình luận thì tôi vẫn tin tưởng là sẽ có rất nhiều người nghi ngờ, chứ không phải không có nghi ngờ đâu, đúng không? Nghi ngờ rằng là vì Vũ Quang quá cuồng ngạo cho nên cập nhật thông tin không đầy đủ và bình luận đều theo chiều hướng là bên Nga. Rồi thì vẹn vàng nói rằng biết gì mà nói về sự kiện ở Wagner. Rõ ràng là Wagner đã vì cái quyền lợi riêng, tư lợi riêng, vì tiền bạc mà đã xúi giục để nổi loạn. Và cái chính quyền của Liên bang Nga đấy là đang bị chia rẽ một cách trầm trọng. Quyền lực của Nga Putin rõ ràng là đã mất. Thì đó là những gì mà đã diễn ra trong quá trình Vũ Quang bình luận. Thế thì đến ngày hôm nay sự kiện của Wagner ấy, anh chị còn nghi ngờ gì nữa không? Còn nghi ngờ gì trong cái việc nó thực sự là một kịch bản toàn diện và nó là một nước cờ tuyệt vời và hoàn hảo nhất của ngài Putin, điều khiển ván cờ thế mà ngài Putin đã đặt ra cho phương Tây không? Là một kịch bản hoàn hảo để đưa Wagner sang Beirut, xây dựng tổng hành dinh, chiến đấu sát cánh với lại quân đội của Beirut và đảm bảo an ninh cho Beirut. Ngày hôm nay chúng ta biết rằng Wagner đi sang Beirut rồi vì nhiều cái yếu tố khác nhau, và trong đó có một yếu tố chủ chốt là Wagner đã từ chối ký hợp đồng với Bộ Phòng Nga và xảy ra binh biến nổi loạn. Vậy thì đến ngày hôm nay Wagner không ký hợp đồng với Nga nhưng lại ký hợp đồng với Beirut. Anh chị nghĩ xem là từ một tập đoàn quân sự tư nhân được hậu thuẫn bởi nhà nước Nga, tất cả mọi thứ ngày hôm nay Wagner có đều nhờ nhà nước Nga hết. Và ông Biryuzin lại là thân cận của ngài Putin nữa. Tại sao không ký hợp đồng với lại Bộ Phòng Nga? Mà ông Biryuzin thừa biết rằng nếu như không ký hợp đồng với lại Bộ Quốc phòng Nga thì chắc chắn bản thân ông ta sẽ không được trưng dụng nữa. Thừa biết điều đấy. Và đặc biệt nổi loạn thì bản thân ông ta chỉ có một cửa duy nhất là bị tiêu diệt. Và đến ngày hôm nay thì chúng ta thấy những câu chuyện sự thật đã được phơi bày. Đến từ ông Lukashenko nói, sau khi mà ông Lukashenko thừa nhận rằng là ông Biryuzin đã về Nga để nhận lại vũ khí và nhận lại tiền bạc của mình. Nhận lại tiền bạc của mình. Thì ông Lukashenko cũng được báo chí đặt câu hỏi liệu rằng Wagner có được sử dụng lãnh thổ của Beirut để triển khai quân đội không? Thì ông Lukashenko đã nói rất nhiều lần về việc này. Và lần này thì ông trả lời một lần nữa. Min không có tấn công ai thì đừng ai tấn công min. Và khi có một thế lực nào đó tấn công vào min thì lực lượng Wagner sẽ chiến đấu với lại lực lượng chính quy của Beirut. Và lực lượng Wagner để triển khai quân đội lần này nói rất rõ là để triển khai quân đội ở tại Beirut thì phải ký hợp đồng ràng buộc pháp lý với lại Beirut. Anh chị thấy một kịch bản nó hoàn hảo chưa? Vậy rõ ràng là ông Biryuzin đi sang Beirut không phải tị nạn mà sang đấy để thành lập tổng hành dinh, để sử dụng nguồn lực của hai nhà nước Nga và Beirut để đảm bảo cho kho vũ khí hạt nhân của Nga, để đảm bảo an ninh cho Nga và là đối trọng, làm vỡ vụn không gian sườn phía đông của NATO chứ. Đâu phải tự dưng mà bản thân tập thể phương Tây, Mỹ, NATO lại lo ngại về việc Biryuzin đi sang Beirut. Đâu phải tự dưng mà họ xây dựng hàng rào và tăng cường về sườn phía đông. Mọi thứ ngày hôm nay nó rõ ràng chưa anh chị? Nó đúng là một kịch bản chứ? Và nó nâng vị thế của Nga chứ? Và kết quả cả tập thể phương Tây đang nằm trên bàn cờ thế của Nga chứ? Đấy,
Biurin chính thức là xây dựng tổng hành dinh ở hướng đông nam của Min đấy. Và rõ ràng là câu chuyện tổng hành dinh đó không phải vừa mới xây dựng, mà nó được xây dựng từ bao giờ. Nó xây dựng từ bao giờ? Phía Nga thì vẫn cứ nói về câu chuyện Wagner là không chấp nhận được, là phản bội. Nhưng mà không cho truy tố vì chúng tôi rất ghi nhận công lao của lực lượng Wagner. Rất ghi nhận điều đó. Và hầu hết binh lính Wagner hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra. Họ chỉ nghe mệnh lệnh rằng đây là một cuộc diễn tập. Một cuộc diễn tập. Một cuộc diễn tập chống khủng bố đấy. Và đúng là cuộc diễn tập chống khủng bố thật. Và chính vì lý do đấy mà chúng tôi đã không truy tố. Nghe nó ngọt ngào chứ anh chị. Nhưng phương Tây thấy nó cay đắng chứ. Đúng không? Đối với Nga thì nó là một sự ngọt ngào. Nhưng đối với tập thể phương Tây đó là sự cay đắng. Cay đắng cho Nhà Trắng, cay đắng cho toàn bộ quan chức diều phương Tây. Nanh quanh rơi hết vào thế cờ của Nga. Phá làm sao được thế cờ của Wagner này được. Dù Hội đồng An ninh của châu Âu có nói rằng Wagner là một tổ chức khủng bố được hậu thuẫn bởi nhà nước, nó cũng trở nên vô nghĩa. Cái yếu tố quan trọng đây là phương Tây không thể dám đụng vào Wagner được. Và lực lượng Wagner đóng ở tại Beirut, nó sẽ không dừng lại ở vài chục ngàn quân đâu, mà nó lên tới cả trăm ngàn quân đấy. Nó lên cả trăm ngàn quân khi sử dụng cả lực lượng của Beirut và lực lượng của Nga nữa. Và tôi đã bình luận cùng quý vị cho bạn rằng trong lực lượng của Wagner không thể không có đặc nhiệm của Nga được. Không thể không có giới tình báo của Nga được. Đặc nhiệm và giới tình báo của Nga đều là những thành phần tội phạm ở trong đấy đấy. Đều được tuyển dụng từ các nhà tù đấy anh chị ạ. Hoàn hảo chứ anh chị. Chúng ta chỉ biết rằng là từ khi diễn ra cái binh biến của Wagner cho đến ngày hôm nay, toàn bộ mối lo ngại, sợ hãi và ngồi trên chảo lửa không phải là một câu, không phải lực lượng vũ trang Liên bang Nga, mà nó chính là tập thể phương Tây. Nó chính là pháo đài NATO. Vậy là cả pháo đài NATO sừng sững trước mắt Nga, tưởng chừng nó là một pháo đài bất khả xâm phạm. Vậy mà chỉ một nước cờ của tốt thí, không phải tốt thí, mà một nước cờ của tốt chiếu hậu, nó đã phá toàn bộ không gian của NATO. Kết quả con tốt đã trở thành một con hậu. Một con tốt đã trở thành con hậu. Bởi vì nước cờ Biruzin là tốt, tốt đi để phong hậu. Tức là đi tốt để phong hậu. Và làm sườn phía đông vỡ vụn. Mọi âm mưu để phá hỏng không gian an ninh của Nga bị chôn vùi bởi Bắc nữ. Nhà Trắng cay đắng lắm, vẹn vàng cay đắng lắm chứ. Sau thông điệp của ngài Lukashenko, mọi thứ được sáng tỏ về câu chuyện Wagner chưa? Đường đi nước mước chỗ Wagner đã rõ ràng chưa? Vậy thì lực lượng Wagner sẽ đi cùng với lại gì ạ? Đi cùng với lực lượng đi cùng với Biruzin và cùng với cả vũ trang luôn anh chị ạ. Tiền bạc và vũ trang luôn. Toàn bộ cơ sở vật chất của Wagner ở tại Nga vẫn hoạt động bình thường. Bình biến nó diễn ra quá kinh điển. Trong chiến tranh và trong trong chính trị, đặc biệt trong thời chiến hiện tại, thì không gì không xảy ra được. Đó là tôi muốn nhắc lại một lần nữa cái nỗi đau cho vẹn vàng Đu Càng Kali, cái sự cay đắng dành cho tập thể phương Tây và sự ngọt ngào của một câu dành cho Wagner cũng như toàn thể nhân dân Nga cũng như là thế giới. Thế trước cái tình thế như vậy thì phía Kiev đến ngày hôm nay thể hiện rõ cuộc phản công của mình đã thất bại. Và họ đang tìm tất cả mọi thông tin để lấp liếm đi sự thất bại này của mình. Bắt đầu đổ lỗi cho cuộc phản công thất bại cho phương Tây. Và Zelensky lại đổ lỗi và cáo buộc tội Nga. Vì Nga mà bản thân Uka không có vị thế ở tại NATO. Có điều hiển nhiên rồi. Nga không bao giờ cho Uka có vị thế ở NATO. Và chính tập thể phương Tây cũng không bao giờ cho Uka có vị thế ở NATO. Có vị trí ở NATO. Nó chỉ là một con tốt thí. Nó chỉ là trò chơi cây gậy của Rốt và mồi nhử. Để biến toàn bộ những người theo chủ nghĩa dân tộc đoan và chủ nghĩa tân Russia ở tại Ukraine theo chương trình nghị sự đào tạo của phương Tây nhằm chống lại Nga và làm suy yếu Nga thôi. 17 tháng đang dần trôi qua
phương Tây hoàn toàn chưa có bất kể một kế hoạch hỗ trợ cho Ukraine để có một chiến thắng trước Nga thông qua việc viện trợ vũ khí, thông tin tình báo, hình ảnh vệ tinh cũng như là đào tạo binh sĩ. Anh chị nhìn xem là có một cái kế hoạch nào để giúp cho Ukraine có một chiến thắng chưa? Hay toàn để duy trì hơi thở thoi thóp? Ông Zelensky ngày hôm nay buộc tội Nga khiến Ukraine có thể không có chỗ trong NATO. Nga bảo chính xác. Ukraine buộc tội là đúng, Zelensky buộc tội là đúng. Cái đúng nhất ở đây là Nga đang bảo vệ vận mệnh đất nước Nga, nguồn cội dân tộc Nga, đất đai của dân tộc Nga và lịch sử của dân tộc Nga. Trước thế bành trướng phương Tây sử dụng những kẻ tay sai như ông Zelensky để phá hoại chính văn hóa, ngôn ngữ và lịch sử của chính mình, thì Nga đang làm nhiệm vụ để bảo vệ. Zelensky trong cuộc họp báo với lại Tổng thống Nga Séc nói rằng là Ukraine có thể không nhận được lời mời gia nhập NATO do một số quốc gia sợ Nga. Không phải một số quốc gia đâu, toàn bộ phương Tây đều sợ Nga. Ở đây muốn ám chỉ tới Hoa Kỳ đấy. Vì ông Zelensky đã đề nghị Biden phải mời chính thức Ukraine trở thành thành viên NATO. Thì ở đây bản thân Ukraine đang cáo buộc, không có ông tội không phải là Nga nữa, mà đang ám chỉ Liên minh Anh-Mỹ sợ Nga. Điều gì có thể là lý tưởng đối với chúng tôi? Đó là được mời vào NATO. Hình thức lời mời có thể là gì? Chính là bản thân lời mời. Tôi hiểu có thể khó có được sự ủng hộ thống nhất của tất cả mọi người. Ai đó còn ngoái nhìn vào một câu. Ai đó còn sợ Nga. Chúng tôi đang nói đến một tín hiệu rõ ràng, đến những mục tiêu cụ thể nào đó, Zelensky nói trong một cuộc họp báo. Ám chỉ Liên minh Anh Mỹ có hành động với Ukraine đều phải ngoái lại nhìn Nga, nhìn một câu, đều sợ nước Nga làm gì nữa. Ông cũng nói thêm rằng là trong cuộc hội đàm với tổng thống Sergei, hai bên đã thảo luận về việc tăng cường phòng thủ cho Ukraine, về sự hợp tác giữa các nước ở tất cả các cấp độ, bao gồm cả sự ủng hộ của Séc đối với công thức hòa bình của Ukraine mà ông Zelensky đưa ra. Trước đó Zelensky nói rằng là nếu Ukraine không nhận được lời mời gia nhập NATO tại hội nghị thượng đỉnh ở tại Litva vào tháng 7, thì điều đó sẽ khiến quân đội Ukraine mất tinh thần chiến đấu. Ông cho biết mình đã nhiều lần điện đàm với lãnh đạo các nước châu Âu, Tổng thống Mỹ Joe Biden và Tổng thư ký NATO Stoltenberg, và yêu cầu không đào đất dưới chân của Ukraine. Ông Stoltenberg cho biết là tại hội nghị thượng đỉnh Litva và trong công tác chuẩn bị cho hội nghị các nước đồng minh không thảo luận về lời mời chính thức dành cho Ukraine, nhưng đang tổ chức tham vấn xem những quyết định nào sẽ giúp Kiev tiến gần hơn đến với việc gia nhập liên minh. Phương Tây không có đào đất dưới chân Nga mà là rút lửa đáy nồi. Chơi trò chơi rút lửa đáy nồi. Làm cho nhiệt độ của lực lượng vũ trang Ukraine giảm xuống và tiến tới thất bại toàn diện. Vậy là chính ông Zelensky đã nói gì? Liên minh Anh Mỹ vì sợ Nga mà không dám mời Ukraine làm thành viên NATO. Quá cay đắng. Kiev không thể đánh bại Nga trong trận chiến và đang tìm kiếm lời bào chữa cho sự thất bại của mình. Tuyên bố của Zelensky yêu cầu là phương Tây bắt đầu cuộc phản công Ukraine sớm hơn và cung cấp thêm vũ khí, cho việc này trở thành cái cớ trong bối cảnh các nỗ lực tấn công không thành công của lực lượng vũ trang Ukraine, trong khi quân đội Nga tỏ ra là một đối thủ mạnh trên chiến trường. Nhà khoa học chính trị chia sẻ với Zublik, chuyên gia về không gian hậu Xô Viết, nói về điều này. Trước đó thì Zelensky cho biết là trong các cuộc tiếp xúc với đại diện của Hoa Kỳ và châu Âu, ông ủng hộ việc Ukraine tiến hành phản công sớm hơn và cố gắng có được vũ khí cần thiết cho việc này. Ông cũng một lần nữa kêu gọi Hoa Kỳ cung cấp cho Kiev, đó là máy chiến đấu cơ, đó là F-16. Đây một lời biện minh cho sự thất bại. Ukraine không thể đánh bại Nga trên chiến trường. Zelensky đang cố kiếm cớ, bây giờ rõ ràng là không thể phản công nữa vì toàn bộ tiềm lực của quân đội Ukraine đã được sử dụng hết. Đây là vấn đề của NATO và Kiev. Cả hai đều ở đó và hiện đang tìm kiếm lời bào chữa. Tất nhiên, phương Tây đang cố đổ lỗi mọi thứ cho quân đội Ukraine,
những người lính không hiểu rõ về thiết bị của phương Tây. Zelensky đổ lỗi cho phương Tây về việc không ông ấy phụ thuộc. Chúng tôi yêu cầu vũ khí và không được cung cấp kịp thời, khiến cho cuộc phản công chậm lại và có thời gian cho Nga để xây dựng các chiến hào và bãi mìn, khiến cho cuộc phản công Ukraine không thể thành công được. Theo chuyên gia thì việc cung cấp vũ khí cho Kiev bao gồm cả máy bay chiến đấu F-16 sẽ không thể thay đổi tình huống xung quanh tiềm năng tấn công của quân đội Ukraine được. Trước đó Zelensky đã đặt cược vào các loại vũ khí hoàn toàn khác nhau và chúng đã được trao cho ông ấy. Sau đó người ta đặt nhiều hy vọng vào xe tăng Leopard của Đức, nhưng đến bây giờ nó bị tiêu diệt gần hết. Vì một lý do người ta tin là Leopard xuất hiện trên chiến trường, ngay lập tức quân Nga sẽ chạy đi đâu đó mà không dám kháng cự nữa. Nhưng kết quả nó đã bị thiêu rụi ở trên chiến trường ngày hôm nay. Kể cả là tên lửa tầm xa dẫn đường của Anh cũng bị tiêu diệt. Và đến bây giờ Nga đang khai thác về tên lửa này. Nó sẽ bị vô hiệu hóa khi mà kho tên lửa này còn chưa được sử dụng. Ông cũng lưu ý những tuyên bố của Tổng thư ký NATO Stoltenberg về việc cuộc tấn công của Kiev không thành công do sự bất khả xâm phạm của khu vực đáng nghi ngờ mà phía Nga đã xây dựng lên. Thành thật mà nói, địa hình ở Zaporizhia là một thảo nguyên bằng phẳng. Tôi không biết có thể tìm thấy thứ gì khác dễ vượt qua hơn đối với quân sự. Vấn đề Ukraine không thành công bởi vì họ đang chiến đấu với một kẻ thù kinh nghiệm, đó là quân đội Nga. Ông Stoltenberg trước đó cho biết là quân đội Ukraine đang gặp khó khăn trong việc tiến quân do địa hình khó khăn, cũng như là các vị trí phòng thủ vững chắc của Nga, bao gồm các bãi mìn, hàng rào, chống tăng. Theo Tổng thư ký thì liên minh cần tiếp tục hỗ trợ quân sự cho Ukraine để duy trì nhịp độ cho chiến trường. Vậy thì ở đây chính ông Zelensky đã nói điều gì đối với phương Tây? Chính liên minh Anh Mỹ đã sợ hãi Liên bang Nga mà không dám mời Ukraine vào. Còn bản thân Mỹ bắt đầu ra điều kiện để kết nạp Ukraine vào NATO. Toàn những thông tin chồng chéo, rối bời của tập thể phương Tây. Họ đang không biết phải hỗ trợ cho Ukraine như thế nào nữa. Họ không biết phải lên dây cót cho Ukraine làm sao. Trong khi Wagner đến ngày hôm nay đã một bức tranh toàn cảnh là xây dựng tổng hành dinh, đi một nước cờ của Putin tốt phong hậu để đối trọng với lại NATO ngày hôm nay. Ukraine phải thực hiện các cải cách trước khi có thể gia nhập NATO. Nghĩa là kể cả là xung đột với Nga được giải quyết, Kiev vẫn còn một chặng đường rất dài để trở thành thành viên của liên minh. Cho nên đừng có bắt Mỹ phải mời chính thức Ukraine trở thành thành viên NATO. Trong câu chuyện mà liên minh Anh Mỹ không chính thức mời Ukraine trở thành thành viên NATO, cho thấy rằng bản thân họ chỉ muốn biến Ukraine trở thành một con tốt thí, là vật tiêu hao chứ không phải là một kế hoạch để trở thành thành viên thực sự. Trả lời câu hỏi liệu Ukraine có thể nhận được một lộ trình rõ ràng để trở thành thành viên NATO tại hội nghị thượng đỉnh ở tại Litva vào tuần tới hay không, thư ký báo chí của Nhà Trắng nói rằng Kiev vẫn còn nhiều trở ngại phải vượt qua, chưa thể trở thành thành viên chính thức được. Tổng thống đã đề cập về vấn đề này rất nhiều lần rồi. Tôi nghĩ họ đã làm mọi cách để chứng minh khả năng phối hợp quân sự. Nhưng có một câu hỏi đặt ra là bộ máy của họ có an toàn không? Tổng thống Biden cho biết trong tháng trước. Bộ máy của họ có an toàn không là bộ máy của ông Zelensky đấy. Theo lộ trình mà Stoltenberg đưa ra thì Kiev sẽ không hoàn thành kế hoạch hành động mà những quốc gia nộp đơn vào NATO được yêu cầu. Một số hãng truyền thông của Mỹ đưa tin ông Biden tỏ ra cởi mở với ý tưởng đó. Tuy nhiên một số báo như là New York Times cho rằng Washington sẽ tìm kiếm một giải pháp thay thế cho việc trao tư cách thành viên NATO đầy đủ cho Ukraine. Tổng thống Ukraine Zelensky đã phản đối bất kỳ đề xuất thay thế nào. Ông được cho là đã cảnh cáo với các đối tác phương Tây rằng ông sẽ không tham dự hội nghị thượng đỉnh ở tại NATO nếu như không có một lộ trình cụ thể rõ ràng để kết nạp Ukraine trở thành thành viên của NATO. Theo một số quan chức của Mỹ và đồng minh, vấn đề trên chỉ nên được giải quyết sau khi chiến sự Ukraine kết thúc, chứ không thể nào kết nạp Ukraine trở thành thành viên NATO trong khi xung đột vẫn đang diễn ra. Một câu từ lâu đã tuyên bố coi phương Tây là một bên tham chiến khi tiếp tục viện trợ vũ khí cho Ukraine. Và đặc biệt, một câu sẽ sử dụng bằng tất cả mọi biện pháp để ngăn chặn Ukraine trở thành thành viên NATO. Thì bản thân phương Tây đâu muốn đối đầu với Liên bang Nga đâu. Không bao giờ muốn đối đầu một chút nào cả. Ngày hôm nay không gian phương Tây vỡ vụn chưa?
trở thành một mớ hỗn độn chưa, trở thành một mối lo toàn diện từ UCA đến Wagner chưa, đã vỡ vụn về không gian an ninh ở sườn phía đông NATO chưa? Và đến ngày hôm nay người ta nói tới một kịch bản Ukraine khó kỳ vọng một tên lửa dẫn đường tầm xa của Anh và máy bay F-16, vì tất cả nó sẽ đều bị tiêu diệt ở trên chiến trường. Đây đều là những vũ khí không có, không thể xuyên qua lá chắn phòng thủ của Nga được. Tên lửa hành trình của Anh viện trợ Ukraine không phù hợp với tiêm kích, còn máy bay F-16 nếu được viện trợ trực tiếp khó giúp Ukraine giành được ưu thế trên không, mà thậm chí nó bị tiêu diệt ngay khi đưa vào trong Ukraine. Theo hãng tin quân sự của Trung Quốc, Nga cáo buộc quân đội Ukraine trong chiến dịch phản công đã tấn công vào các mục tiêu ở hậu phương, như những cái điểm này, sở chỉ huy cũng như là kho tàng hậu cần, làm suy yếu hiệu quả chiến đấu của quân đội Nga. Gần đây, quân đội Ukraine bị cáo buộc đã tấn công vào sân bay quân sự thuộc lãnh thổ Ravda, miền nam của nước Nga, chỉ cách mặt trận chưa đầy 300 km và nằm trong tầm bắn của tên lửa hành trình mà Anh viện trợ. Nhưng tất cả mọi thứ đều bị vô hiệu hóa, và đây không phải là những vũ khí mà kỳ vọng đến từ phương Tây để có thể thay đổi cục diện trên chiến trường và cuộc chơi của mình. Ukraine không thể kỳ vọng một công nghệ quân sự của phương Tây được. Mặc dù tất cả mọi lộ trình diễn ra xung đột nó không như mong muốn của phương Tây, mọi kế hoạch phản công không như mong muốn của phương Tây cũng như là Ukraine, mọi thứ trong lộ trình để trở thành thành viên NATO cũng không được như mong muốn của Ukraine, và bản thân Ukraine đã thể hiện một sự tức tối rõ ràng với các đồng minh phương Tây, đặc biệt là Liên minh Anh Mỹ, đã sợ hãi nước Nga mà không dám mời chính thức Ukraine trở thành thành viên. Nhưng bản thân Ukraine vẫn không từ bỏ con đường trở thành thành viên NATO, vì bản thân ông Zelensky, một là ăn kẹo đồng, hai là cứ phải tiếp tục thông cáo báo chí mang tính chất là kiên quyết đi theo đó là chiều hướng của phương Tây. Ngày hôm nay Ukraine lại tiếp tục hối thúc NATO đưa ra cam kết rõ ràng đi cho chúng tôi. Tổng thống Zelensky hối thúc các thành viên NATO thực hiện những bước đi cụ thể tại hội nghị thượng đỉnh diễn ra tại Litva để trở thành thành viên cụ thể đối với lại NATO ngày hôm nay. Nhưng bản thân Mỹ làm sao dám thực hiện cái điều này? Không bao giờ dám thực hiện điều này. Sau 17 tháng diễn ra xung đột, chúng ta đã thấy Nga đã đi một nước cờ biến tốt thành hậu. Đi một nước cờ làm cho toàn bộ không gian pháo đài NATO sừng sững trước cửa nhà Nga bị vỡ vụn. Đã khiến cho toàn bộ kế hoạch của tập thể phương Tây chống lại Nga bị phá sản. Đã làm cho tập thể phương Tây bị mất đoàn kết và mất khả năng hỗ trợ cho Ukraine về mọi mặt. Đã khiến cho cuộc phản công của Ukraine trở thành một con đường tự sát toàn diện. Làm cho vũ khí kỹ thuật của phương Tây bị vô hiệu hóa trên chiến trường. Và Nga đang thực chiến ở trên chiến trường để quảng bá cho công nghệ quân sự của mình vượt trội xa so với tập thể phương Tây. Ngày hôm nay trên tất cả mọi kế hoạch và khí tài phương Tây có thể tiếp tục cung cấp cho Ukraine, nó cũng không thể là những vũ khí thay đổi cuộc chơi trên chiến trường. Nó không thể nào được. F-35 làm sao Mỹ dám đưa vào trong Ukraine? Chưa kể là Ukraine không có những sân bay để sử dụng cho F-16 chứ đừng nói là F-35. Hoa Kỳ làm sao tự tin để chuyển giao tên lửa dẫn đường tầm xa cho IMAD vào trong Ukraine, vì bản thân Nga đã tuyên bố rằng đã vô hiệu hóa được nó. Chính quyền Kiev cũng thừa nhận đã vô hiệu hóa được nó. Mọi thông tin ngày hôm nay về bức tranh ở tại Đông Âu, về bàn cờ quân sự giữa Nga và tập thể phương Tây, chúng ta thấy rõ đường hướng, thấy rõ bức tranh chưa? Một cuộc chiến tranh tiêu hao toàn diện để nhằm phi quân sự hóa, phát xít hóa không chỉ ở Ukraine mà cả tập thể phương Tây. Tầm ảnh hưởng của Nga đã khiến cho tập thể phương Tây bị mất đi niềm tin, uy tín và hình ảnh, làm cho thế giới tự tin để đoàn kết và xây dựng một không gian đa cực toàn diện. Cải tổ SCO, mở rộng BRICS, con đường của Nga đang đi lên, con đường của phương Tây đang đi xuống. Ngày suy tàn của Liên minh Anh-Mỹ đã và đang cận kề. Thế giới đơn cực đang nằm bên bờ vực của sự sụp đổ toàn diện, không thể cứu vãn hơn được nữa. Thông tin ngày hôm nay dù không muốn thì vẹn vàng cũng chỉ có cách duy nhất là tiếp tục sủa như đã từng sủa mà thôi. Và thất bại thì vẫn cứ tiếp tục thất bại dành cho Liên minh Anh-Mỹ. Sự kiện diễn ra tại Pháp vẫn còn đang rất nóng bỏng. Kết quả cho thấy là vũ khí viện trợ cho Ukraine lại được sử dụng ở tại cuộc biểu tình bạo loạn ở tại Pháp, nó mới đau lòng.
nó cũng không sai với những gì Vũ Quang đã từng bình luận, là con đường viện trợ vũ khí cho Uka là con đường tích trữ khí tài cho lực lượng cực đoan ở tại châu Âu, và đến bây giờ nó đang được thử nghiệm ở tại Pháp đấy. Đây là những gì Vũ Quang cập nhật, chia sẻ, bình luận cùng quý vị anh chị bạn trong buổi nói chuyện ngày hôm nay, và là lời chia buồn dành cho tập thể phương Tây, đồng minh chư hầu của Hoa Kỳ. Sự ngọt ngào đến từ Nga dành cho Wagner là một sự cay đắng dành cho Nhà Trắng và tập thể phương Tây. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã luôn quan tâm, theo dõi và ủng hộ cho Vũ Quang. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị, anh chị và các bạn vào chương trình bình luận tiếp theo.